Bài thực hành System Hacking khai thác lỗi MS12004 trên Win XP. Mục tiêu của bài lab nhằm tăng cường kỹ năng thực hành an ninh mạng cho các học viên tại trung tâm Athena, kiểm tra khai thác lỗ hổng Win XP, đưa ra các giải pháp khắc phục lỗ hổng này dựa trên hệ thống mạng có sử dụng Windows XP. Lưu ý, bài lab này đi kèm với tài liệu hướng dẫn, CD sụp phần mềm được cung cấp tại trung tâm Athena, các chi nhánh của Athena và các nhà sách trên toàn quốc. Để làm bài lab, chúng ta cần phải sử dụng một máy tấn công Backtrack sử dụng hệ điều hành Backtrack 5 dùng để tấn công và xâm nhập vào máy Win XP. Kết quả đạt được là từ máy tấn công Backtrack có thể xâm nhập vào đĩa CODD trên máy Win XP. Để học tốt thì các bạn cần làm các bước sau. Bước 1, các bạn nên tập trung xem video clip hướng dẫn một mạch liên tục ít nhất 2 lần. Bước 2, tập trung nghe thuyết minh quá trình thực hiện và giải thích ý nghĩa của các bước thực hiện trong video clip. Bước 3, sau khi xem xong ít nhất 2 lần, các bạn mới chuyển sang giai đoạn thực hành, vừa xem clip vừa thực hành. Trong quá trình học có điều gì chưa rõ, các bạn học viên nên tổng hợp và gửi để yêu cầu trung tâm Athena trợ giúp thông qua email, chat, Yahoo và TeamViewer. Email các bạn có thể gửi về địa chỉ tư vấn@athena.edu.vn hoặc support@athena.edu.vn, Yahoo chat athenavietnam@yahoo.com, phone 0943200088, 0943230099. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách tấn công thông qua mã lỗi MS12004. Chúng ta sẽ khởi động mở rác tuần sau. Như vậy là mở rác tuần sau đã khởi động xong. Trước tiên là mình sử dụng máy Backtrack này để làm người tấn công và máy XP này là nạn nhân. Là mình khởi động chương trình Metaploit search mã lỗi MS12004, copy view path option lên để coi những thuộc tính mà mã lỗi này cần. Tiên là set srv host là IP của máy backtrack này là 192.168.1.3. set byload window này meta refer này reverse xin gạch TCP. Set là hot là IP của máy backtrack này luôn, 1.3. Rồi gọi lệnh exploit và mình phải đưa làm sao cho nạn nhân truy cập vào đường dẫn này thì máy nạn nhân sẽ bị tấn công. Máy nạn nhân ở đây có địa chỉ là 192.168.1.4. Ở bên bác chắc đã thấy được, nhận được là máy USB một địa chỉ 192.168.1.4 đang có truy cập. Với mã lỗi này chúng ta phải chịu khó đợi một chút. Chúng ta thấy ở trên đây là nó sẽ yêu cầu là chọn chạy Windows Media Player nếu như mà nạn nhân chọn Run thì bắt đầu bắt chắc sẽ gửi những mã độc sang để chiếm quyền tấn công vào máy nạn nhân. Đây là
những file đọc được gửi qua từ máy bắt cát này sang máy USB, và đây chúng ta có thể kiểm tra bằng lệnh session. Chúng ta thấy là session ID ở đây là máy backcheck bọt 44 tấn công qua máy USB bọt 1491. Rồi, chúng ta có thể thấy được đây là máy của nạn nhân. Chúng ta gọi lệnh session chữ y 1. Rồi mình thiếu chữ F. Rồi. Rồi. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tấn công vào được máy USB, chiếm được quyền admin của máy USB thông qua mã lỗi MS 12004.